rồi một ngày mưa không đến, có tiếng bước chân ai qua, người hẹn từ muôn kiếp trước với ánh mắt đen như trời khuya. Đến lại hồn ăn, đến lại cuộc đời, đời anh đang héo hon. Minh Châu thân mến chào các bạn. Hôm nay Minh Châu mời các bạn cùng tham quan với Minh Châu một vườn bách thảo của thành phố Linz, nước Áo. Vườn bách thảo của thành phố Linz có từ năm 1853 và được mở cửa vào năm 1952 tại địa điểm hiện tại. Nó có hơn 10.000 loại thực vật khác nhau trên diện tích 4,2 mẫu, với bộ sưu tập xương rồng và phong lan là trọng tâm. Ngoài ra còn có khu phức hợp hẹp hơn, một vườn ươm khoảng 14 mẫu nằm không xa địa điểm chính thuộc khuôn viên của vườn bách thảo. Nguồn gốc của vườn bách thảo ở thành phố Linz bắt nguồn từ việc duy trì một vườn bách thảo bên cạnh một trường ngữ pháp của dòng tên trên ngọn núi Freiberg ngay đó. Qua nhiều thay đổi của thời gian và nhiều sự chuyển đổi cũng như xây dựng kết cấu tại đó, vào năm 2000, khu vườn đã được phong phú hóa bằng việc xây dựng thêm một sân khấu ngoài trời với 100 chỗ ngồi, một phòng hội thảo và một quán cà phê để có thể tổ chức các sự kiện văn hóa tiếp theo. Sau khi vườn bách thảo được hợp nhất với trạm lịch sử tự nhiên của thành phố Linz như là một phần của quá trình tái cơ cấu thành phố vào năm 2005, việc tạo ra một khu vườn tự nhiên với khách sạn côn trùng, nhà trưng bày tổ ong, bức tường đá tự nhiên, nơi trú ẩn của loài nhím và nơi trú ẩn của những động vật khác đã dẫn đến việc chú trọng hơn đến hệ thống động vật đang sinh sống tại thành phố Linz. Vườn bách thảo này nằm trong vùng lân cận của sân vận động thành phố Linz. Khu vườn được mở cửa quanh năm và có thể đến đây được bằng phương tiện công cộng như xe buýt số 27. Ngoài ra, mọi người còn có thể tới đây bằng xe riêng như xe hơi, xe đạp, đi bộ, v.v. Chung quanh khu này còn có một công viên rộng lớn và nhiều phong cảnh tự nhiên rất đẹp. Trong một địa hình lên xuống lồi lõm của núi đồi, vườn bách thảo của thành phố Linz có thể được chia ra thành khu vực ngoài trời và khu vực trong nhà kính. Ngoài ra, còn có một vườn ươm cây nằm ở bên ngoài khu vực vườn bách thảo trên sườn phía tây nam của núi Freiberg. Dĩ nhiên khi đến vườn bách thảo, chúng ta phải mua vé vào cửa, và ngay khu vực lối vào chúng ta sẽ thấy cây cảnh, các bồn hoa được trồng khác nhau tùy theo mùa. Tiếp theo đó chúng ta sẽ thấy một khu vườn trũng được trồng nhiều loại cây lâu năm. Trong các khu vực đồng cỏ đầm lầy, rừng phù sa, rừng sồi vôi và rừng hỗn giao trong đất, hệ thực vật bản địa được thể hiện trong các đoạn trích đã được chọn lựa, bao gồm các loại thực vật được bảo vệ và có nguy cơ tuyệt chủng. Trong lĩnh vực cây có ích lợi và làm thuốc, có các loại cây như dầu, sợi, phẩm màu, thực phẩm xa xỉ, những cây tỏa mùi hương thơm và dược liệu, trên đó thể hiện quy luật di truyền và các thí dụ lai giống trên cơ sở các chủng tộc và dạng thân trồng. Khu vực này cùng với khu cây rau gồm các loại cây rau quý hiếm đã biết, tạo thành một khu vực cây có ích lợi. Thỉnh thoảng các cuộc triển lãm hay là các sự kiện đặc biệt cũng được tổ chức ở trong khu vực này. Trong vườn, hệ thống chủ yếu có các loài thực vật cứng cáp, dựa vào đó đại diện cho cây họ của giới thực vật. Khu vườn tự nhiên được tạo ra vào năm 2007 là kết quả của sự kết hợp của trạm lịch sử tự nhiên với vườn thực vật, cung cấp môi trường sống động vật hoang dã phong phú về các loài. Các cơ sở để bảo vệ các loài động vật nhỏ có ích được trưng bày ở đây, góp phần làm giảm các loài gây hại một cách tự nhiên. Đặc biệt ở đây, chúng ta còn có thể tìm thấy hoa kiếm và hoa loa kèn nữa. Trái ngược với đầm lầy, ở khu vực cây diên vĩ và thảo nguyên có rất nhiều loại thực vật ưa thích nhiệt độ ấm áp hoặc cần thời gian dài hạn hán. Vườn thạch nam được chia thành các khu vực của thạch nam tuyết và thạch nam thông thường, cho chúng ta thấy các thành phần thiết yếu của cảnh quan thạch nam
điển hình với đất nghèo, dinh dưỡng và chua. Trong vườn hồng hay khu vườn hồng có nhiều loại hoa hồng khác nhau, kể cả những loại hoa hồng ngày nay không còn được bày bán trên thị trường. Tại đây còn có hệ thực vật rừng châu Mỹ, châu Phi, châu Á, vân vân. Khoảng 600 loại thực vật khác nhau từ các vùng núi của tất cả các lục địa có thể được tìm thấy ở đây. Ngoài ra, người ta còn xây dựng một con dốc theo phong cách của khu vườn Nhật Bản. Các khu vực xa hơn là đồng cỏ thủy tiên, gốc diên sĩ, đồng cỏ và nhóm sinh vật vân vân. Ngoài việc giới thiệu các điểm tham quan thuần túy về thực vật, vườn bách thảo của thành phố Linz cũng đã cố gắng kết hợp với thiên nhiên và văn hóa bằng cách đặt các tác phẩm điêu khắc của các nghệ sĩ Áo trong khu vực được gọi là con đường điêu khắc. Ngoài ra còn có một khu vực dành riêng cho địa chất, có sân hiên tắm nắng được thiết kế với các loại cây để du khách có thể thư giãn. Ở đây các bạn cũng sẽ thấy một khu vực nhà kính bao gồm 5 nhà. Trong những khu nhà kính này, nó chứa những cây ăn thịt, các loại phong lan và một ao nước nhỏ với hoa súng miền nhiệt đới. Trong ngôi nhà miền nhiệt đới có nhiều loại cây cảnh hữu ích, bao gồm cả hoa súng khổng lồ với những chiếc lá có kích thước lên đến 1,8 mét. Bộ sưu tập bảo vệ những cây xương rồng quan trọng quốc tế được đặt trong ngôi nhà mộng nước. Bộ sưu tập quan trọng thứ hai và đồng thời là thương hiệu của vườn bách thảo tại thành phố này là bộ sưu tầm hoa phong lan nằm trong nhà phong lan. Ngoài ra tại nơi này, các cuộc triển lãm tạm thời khác nhau cũng được trưng bày ở đây. Ok các bạn, vườn bách thảo tại thành phố Linz đơn giản không những chỉ là một nơi để các bạn dạo chơi, nhìn ngắm những cây cảnh bông hoa khác nhau trên thế giới, hoặc đơn giản là để chụp hình lưu niệm, mà nó còn là một thư viện thiên nhiên đa dạng và hữu ích về các loại thực vật dành riêng cho các bạn có sự đam mê và tìm hiểu thì có thể đến đây học hỏi, nghiên cứu. Đã lừa gạt tôi không xót xa, nàng chỉ muốn vui đùa thôi chưa yêu gì. Nàng sung sướng khi nhìn tôi buồn đau đớn. Nàng là tiên hay quỷ ma, đã lừa gạt tôi không xót xa. Nàng chỉ muốn vui đùa thôi chưa yêu gì. Nàng sung sướng khi nhìn tôi buồn đau đớn. Còn những dối gian trong tình yêu, những con tim ăn ngủ không biết. Các bạn thân mến, chúng ta đang đứng ở trên một cái vườn hoa cây kiển của thành phố Linz. Đây là lối đi vào, người ta họ đang xếp hàng mua vé. Vé cho học sinh, sinh viên, trẻ em, những người mà được ưu tiên thì có 1 euro thôi, rất là rẻ. Trong này thì đủ thứ các loại cây. Phải không Phương? Phương ha. Bông hoa, những cây thuốc cũng có nè. Và cây nào họ cũng ghi chú cẩn thận hết. Những cây ở miền xứ lạnh và cả miền nhiệt đới nữa. Rồi, mình đi. Đi bên này trước. Đi hướng bên tay phải. Trái tim này chưa biết vui, trái tim này chưa quên cười. Trái tim này đang còn bối rối, chưa tìm ra lối. Thế gian đầy bao đủ. Nó như là một cái công viên vậy thôi. Mây mây chạy theo một chiếc bóng đang khi mình chẳng thấy. Nàng là tiên hay quỷ ma, đã lừa gạt tôi không xót xa. Nàng chỉ muốn vui đùa thôi chưa yêu gì. Nó chỉ nở ra một cái bự thôi. Dạ, một cái như này nó nở giống, cũng nhìn giống hoa hồng. Dạ. Đây một đơn được không? Anh không biết. Cho nên nở đẹp lắm. Dạ. Nhiều hoa quá. Mình chỉ đi ngang thôi. Hoa hồng mới có nụ thôi chứ chưa có hoa. Chắc một tuần sau mới nở. Có những dối gian trong tình yêu, những con tim ăn ngủ không biết.
trái tim này đang khổ đau. Hai bên là hoa nhiều nhiều lắm, họ ghi chú tùm lum, mình chỉ đi lướt qua thôi. Đang dày lệ, trái tim này đang nằm hấp hối trong tâm hồn chùa thưa. Những dối gian trong tình yêu, những con tim ăn ngủ không biết. Có cây nở trước nở sau, ong quá trời này, những con ong nhỏ nhỏ. Khiến cho lòng tôi càng tan nát, nghe tiếng đàn trên. Trái tim này em dẫm lên, dẫm cho tim thêm ê chề. Với em tình yêu còn dám dối như em. Giống như ở Đà Lạt cũng có mấy cái vườn bông như vậy, nhưng mà người ta chủ trồng trong bông cho người ta vô chụp hình thôi, chứ không có hướng dẫn, không có những thông tin. Đang sương sương khi nhìn tôi buồn đau đớn. Em có chút mà. Dạ. Cây này nó sống ở mùa đông. Tại nó ngoài trời mà, bây giờ nó vẫn sống đây. Là mầm. Dạ, măng nữa kìa. Đứng đây đâu có nhớ tới bụi tre của nhà không? Trúc rồi, chứ không phải tre. Đây là cần câu nè. Dạ. Bên kia là cá. Nói chung là vườn thì rộng, mình xem từng đoạn một. Nàng chỉ muốn vui đùa thôi, chờ yêu gì. Nghe tiếng chim ríu rít tùm lum. Buồn đau đớn. Nàng là tiên hay quỷ ma? Đây có tượng khỏa thân giống như ở đâu ở ngoài Bắc á, mà mười mấy cái con gì đó. Xong rồi bây giờ họ mặc quần áo cho tụi nó đó. Bên này cũng đẹp. Cái này cái gì cho biết không? Anh không biết hết đâu em. Đây là hồ cá. Con tim ta không thể hay biết. Có những thời gian trong tình yêu, nhưng con tim ăn ngủ không biết. Các bạn và Minh Châu đang đi trong một cái khu giống như khu rừng nhiệt đới gì đó. Trong này là những cây ở khí hậu nhiệt đới ẩm ướt. Có cả cái chuối này hả? Có trái không? Không. Nhiều khi trong này cũng có những con dơi nữa. Dạ. Giờ mình ra chỗ này mình xem. Cái suối nước chảy. Dĩ nhiên ở chỗ này là trong nhà thôi. Đây là những cây ở nhiệt đới. Nàng chỉ muốn vui đùa thôi, chờ yêu gì. Nàng sương sương khi nhìn tôi buồn đau đớn. Những cây này ở Việt Nam là bình thường, nhưng bên đây là khí hậu lạnh nên người ta trồng trong nhà. Nhiệt độ lúc nào cũng ẩm ướt. Có những rơi rơi trong tình yêu, nhưng con tim ăn ngủ không biết. Mình đi một vòng xem coi có cái gì trong này. Khổ đau, trái tim này đang kêu gào. Trái tim này đang nằm dên xiết, nghe tiếng dưới mau. Trái tim này đang tái tê, trái tim này đang... Vô đây có thấy giống Việt Nam không? Đủ thứ màu sắc. Này có cái cây gì mà cái hoa của nó mọc ra từ thân. Dạ. Rồi. Đó, đây là những cái lá, có những cái đốm đủ thứ màu. Yêu như thua, khiến cho lòng tôi còn tan nát, nghe tim đang chết. Cái thơm mà để mình làm bánh đó hả? À, cái thơm đó hả? Nhưng mà bây giờ mình chỉ xem hình thôi. Đã liền, gạt tôi không xót xa. Nói chung là người ta họ làm rất là công phu trong này. Nhìn tôi buồn đau đớn. Từng cái gốc cây, có những cây phong lan nó mọc trên đó. Đây là mấy cây phong lan mà.
phải không? Hay cây cây sống đời, cây gì đó. Cái này nó điều khiển tự động hết á, này có mấy cảm biến về nhiệt độ, dạ. Mấy cái đó nó tự động điều khiển. Dạ. Nên cây nó xanh tươi. Đẹp quá. Hôm nay Minh Châu cho các bạn xem một số cây xương rồng tại một cái vườn cây kiểng của thành phố Linz. Cái chỗ này là xương rồng các loại, dĩ nhiên người ta trồng trong nhà, nhà kiến đó các bạn. Bạn Phương đang ngắm nghía những bông hoa. Đây hoa xương rồng. Đang chỉ muốn vui đùa thôi, chờ gì lại. Đang sung sướng khi nhìn tôi buồn đau đớn. Còn những dối gian trong tình yêu, những con tim ăn ngủ không yên. Cách nào người ta cũng ghi tên hết để cho mọi người biết nó là cây gì, bức xư ở đâu, từ cây lớn tới cây nhỏ. Vườn hoa này đủ thứ các loại hoa. Có những dây gian trong tình yêu, những con tim ăn ngủ không biết. Trái tim này đang khổ đau, trái tim này đang kêu gào, trái tim này đang nằm riêng xiết nghe tình dương mau. Trái tim này đang tái tê, trái tim này đang rơi rẻ, trái tim này đang nằm hấp hối trong tâm hồn. Phải không? Xương rồng á, có công gì cho nó. Cái tên của nó là Lebende Steine, tức là những hòn đá sống. Y như đá. Dạ. Du khách vô. Đang chỉ muốn vui đùa thôi, chờ điều gì. Đang sung sướng khi nhìn tôi buồn đau đớn. Cái cây này nó thô hết rồi. Mấy cây này cũng hay. Cái này về làm cái ghế ngồi lên được. Cái này từ Mexico. Cái hoa này đẹp quá. Cắt lấy. Đại khái là nó là như vậy. Trong một nhà kiến đủ thứ các loại xương rồng. Đời chào các bạn. Minh Châu cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành chút ít thời gian cùng với Minh Châu đi tham quan vườn bách thảo tại thành phố Linz của nước Áo qua một số hình ảnh và phim. Hẹn gặp lại các bạn trong một clip với một chủ đề khác. Minh chào các bạn. Có những dối gian trong tình yêu, những con tim ăn ngủ không biết.